Hiệp hành cùng hội thánh. Hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cho các thành phần của hội thánh. Ngày thứ tư, cầu nguyện cho sứ vụ cai quản của các mục tử trong tiến trình hiệp hành. Là đại diện và sứ giả của Đức Kitô, các mục tử điều khiển và cai quản hội thánh bằng lời khuyên bảo, khích lệ, gương sáng của mình và cũng bằng cả uy quyền của thánh chức nữa. Các ngài phải thi hành quyền này để xây dựng cộng đoàn trong tinh thần phục vụ như Đức Kitô. Trong tiến trình hiệp hành, quyền bính mà các mục tử đích thân thi hành nhân danh Đức Kitô là một thứ quyền bính riêng biệt, thông thường và trực tiếp. Nhưng việc thi hành quyền này cũng tùy thuộc vào thẩm quyền tối cao của hội thánh trong sự thông hiệp với Đức Giáo Hoàng. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta không được coi các giám mục chỉ như những đại diện của Đức Giáo Hoàng. Bởi vì quyền thường xuyên và trực tiếp của Đức Giáo Hoàng trên toàn hội thánh không hủy bỏ, mà còn xác nhận và bảo vệ quyền của các giám mục. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, các mục tử luôn biết thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh dưới sự hướng dẫn của vị mục tử thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha, trong tiến trình hiệp hành, xin cho các mục tử biết ý thức những yếu đuối của mình, để các ngài có thể cảm thông với những ai dốt nát và lầm lạc. Xin cho các ngài biết lắng nghe đoàn chiên và ân cần săn sóc đoàn chiên như những người con đích thực. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết liên kết với các mục tử của mình như hội thánh luôn gắn bó với Đức Kitô và như Đức Kitô hằng kết hiệp mật thiết với Cha. Xin cho chúng con luôn biết nghe theo sự hướng dẫn của các mục tử, như Đức Kitô luôn thi hành ý muốn của Cha, để trong tiến trình hiệp hành, chúng con sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài thánh ý Cha, dưới quyền điều khiển và cai quản của các mục tử trong hội thánh.